Chúng ta hôm nay tại đây, bao nhiêu năm nay đề xướng giới định tuệ, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Trong giới đặc biệt là đề xướng ba nền tảng của Nho Thích Đạo. Đây là nói với ai? Nói với những người trẻ tuổi. Quý vị muốn học Phật nhất định phải có nền tảng. Trên 60 tuổi có tư tưởng khác, nền tảng đó có thể không cần học. Chỉ cần nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi không có căn. Căn ở nơi Phật A-di-đà. Quý vị tự nghĩ xem, tâm của quý vị đã biến thành Phật A-di-đà, hành vi cũng là Phật A-di-đà. Như vậy còn phạm sai lầm ư? Sẽ không phạm. Trong Phật Pháp gọi đây là đạo cộng giới. Nhất tâm niệm Phật là đạo. Đạo của Phật A-di-đà trong này đầy đủ viên mãn tất cả giới luật. Quý vị muốn hỏi, bây giờ tôi mới 30 tuổi, tôi nhất tâm niệm Phật được chăng? Nếu quý vị nhất tâm niệm Phật cũng được. Quý vị xem mấy năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Sướng ở Thẩm Quyến, hình như là 31-32 tuổi, anh ta nhất tâm niệm Phật. Chỉ một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày đọc một biến Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật không gián đoạn. Anh ta làm thí nghiệm cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy 3 năm. Vì đọc trong Giảng Sanh Truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, rất nhiều người đều niệm Phật 3 năm giảng sanh. Anh ta đến hỏi tôi, phải chăng những người này 3 năm là hết thọ mạng nên giảng sanh? Tôi nói điều này không thể. Đâu mà trùng hợp đến thế. 1-2 người còn có thể. Ở đây hầu như chiếm đại đa số. Nói vậy không hợp lý. Vậy là nguyên nhân gì? Công phu niệm Phật của họ thuần thuộc. Chỉ cần niệm đến công phu thành phiến, họ được tự tại giảng sanh. Thọ mạng vẫn còn nhưng họ không cần. Cứ thế ra đi. Hoàng Trung Sướng đã làm thí nghiệm. Cư sĩ Hướng Tiểu Lợi hỗ trì cho anh ta. Anh ta bế quan, cầu 3 năm công phu thành phiến, tự tại giảng sanh. Anh ta niệm được 2 năm 10 tháng, còn thiếu 2 tháng. Biết trước giờ chết giảng sanh. Anh ta chưa học Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp đều chưa học. Một câu A-di-đà Phật, tất cả giới luật đều bao hàm trong đó. Nhất tâm niệm Phật, tất cả tam muội thiền định cũng bao hàm trong đó. Một câu Phật hiệu này viên mãn hết tất cả. Vấn đề này xảy ra thời gian gần đây, làm cho chúng ta thấy bởi vậy khi thật sự hạ quyết tâm cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, như vậy thì không cần. Nhưng nếu như còn muốn ở thế gian này thì phải khiến cho Phật Pháp hưng thịnh, tục Phật huệ mạng, hoằng Pháp lợi sanh. Phải làm tấm gương tốt, gọi là hoằng hộ. Phát tâm hoằng dương hỗ trì chánh Pháp, nhất định phải giữ quy củ, phải thực hành 3 nền tảng. Phải thực hành 4 đức trong vọng tận hoàn nguyên quán. Nam mô A Di Đà Phật. A Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô